Không, bây giờ anh thấy câu hỏi gì? Thường thường bay được đấy. Mọi người ra đây chờ rất lâu nên quay các bạn đi. 1, 2, 3, 4.
sau khi gặp anh thấy câu nãy gì mà thương thương vậy? Chị hâm mộ Thái Công đúng không? Em thấy chị nãy chị hung lên cái túi này. Tại sao chị lại thích chú Thái Công vậy ạ? Tại vì thực chất là em biết đến chú Thái Công không phải là từ những cái đoạn video clip ở gần đây, mà ví dụ như là mọi người sẽ biết đến chú Thái Công nhiều hơn là từ những cái hình ảnh mà mọi người đu trên, như là cái bình pha lê hơn 200 triệu hay là cái gì đó. Nhưng mà em biết đến chú Thái Công và theo dõi rõ chú Thái Công từ cái chương trình khi chú Thái Công còn tham gia Người Ấy Là Ai rồi. Em rất là ngưỡng mộ những người đàn ông này, tại vì sao mà họ đang là một doanh nhân rất là thành đạt, nhưng mà làm sao họ có thể dám công khai tình yêu của họ trên sóng truyền hình, họ dám bảo với mọi người ngay trên sóng truyền hình là tôi là LGBT, tôi là con trai. Và em rất là ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, và em bắt đầu theo dõi họ từ đó đến tận bây giờ. Em rất là thích những cái chiến lược kinh doanh của chú Thái Công, sau khi mình xem xong mình tìm hiểu rất là nhiều thì càng ngày càng ngưỡng mộ người chú này hơn. Mà hôm nay em quyết định là mặc dù thời gian thì rất là bận, nhưng mà vẫn quyết định là dù có xa xôi lặn lội bao nhiêu thì cũng quyết tâm đến đây để có thể gặp được chú Thái Công. Mua túi không quan trọng, gặp chú Thái Công mới quan trọng mà. Nãy mình gặp chú thì mình nói gì với chú vậy ạ? Em nói về chú là chú ơi, con thấy chú từ lâu lắm rồi và con rất là ngưỡng mộ tình yêu của hai người kia. Chú lên chương trình Người Ấy Là Ai và con đã bắt đầu theo dõi chú từ đấy. Và em có xin chụp một bức ảnh với chú Thái Công để có thể lưu giữ làm kỷ niệm cho bản thân mình. Hồi nãy chú có nói gì với chị không ta? Tại sao em hơi sợ tiếng Anh một chút nên là em cũng không có nghe hiểu chú. Tức là hơi đông người chú cho con nghe rõ chú nói gì lắm. Nhưng mà không sao, không quan trọng, được gặp là vui rồi. Còn nói thì mình có thể xem rất là nhiều từ chú Thái Công. Mình thấy bạn xếp việc, bạn được ký cũng khá là sớm á, thì cho mình hỏi là bạn đã xếp hàng bao lâu để có được cái dạ. Em đến đây, em bắt đầu xuất phát từ nhà là hơn 2 giờ để đến đây tầm chắc là tầm 3 giờ hơn một chút. Em cũng đứng xếp hàng mấy mé thì mọi người kêu xếp hàng, nghĩa là em cũng đi lên luôn. Cảm xúc của mình khi mà mình cầm cái túi trên tay á, để cho là cảm giác rất là bồi hồi, rất là xúc động và cảm thấy là công sức mình đi từ rất sớm nó rất là xứng đáng. Mình bỏ ra nó không hề hối tiếc một chút nào cả. Mình đi từ đâu đến đây vậy? Em đi từ không xa lắm, em đi từ bên quận Tân Bình qua. Nếu mà được gửi một lời nhắn đến chú Thái Công nữa thì mình sẽ nói gì ạ? Nếu mà bản thân em được gửi một lời nhắn đến chú Thái Công ấy, thì em chỉ muốn là con cảm ơn chú rất nhiều. Vì hôm nay đã tổ chức một cái buổi như này thì con có thể gặp chú ngoài đời. Nếu mà thật sự là để gặp chú ngoài đời thì nếu mà chú không tổ chức một cái buổi như vậy ấy, thì con cũng không biết là khi nào con mới có thể gặp chú cả. Và con cũng chúc là sự nghiệp kinh doanh của chú luôn phát triển như bây giờ, và tình yêu của hai chú luôn luôn bền chặt, gọi là trăm năm hạnh phúc ạ. Thank you.